Linh có làm một cái khảo sát ở trong group của mình ấy, thì Linh vẫn thấy rằng cái vấn đề bị thâm này nó là một vấn đề mà cực kỳ nhiều người vote. Đây là một cái sản phẩm mà thực sự Linh cảm thấy là nó rất đáng để thử, mà giá nó lại rất rất là rẻ. Nếu mà mọi người không muốn dùng nó như một loại serum thì mọi người có thể hoàn toàn sử dụng nó như một cái loại chấm mụn. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta đã có một video mới. Video ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những sản phẩm để giúp cho các bác có thể trị thâm một cách hiệu quả mà giá nó lại rất rất là rẻ. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu mọi người một vài sản phẩm mà Linh mới thử và có hiệu quả luôn. Nếu mà mọi người cảm thấy thích những sản phẩm này thì mình cũng sẽ có thể trải nghiệm sau cái video này nhé. Đối với việc trị thâm mụn thì nó là một vấn đề chung của rất là nhiều chị em rồi. Hôm trước thì Linh có làm một cái khảo sát ở trong group của mình ý, thì Linh vẫn thấy rằng cái vấn đề bị thâm này nó là một vấn đề mà cực kỳ nhiều người vote rằng là chúng ta cần phải làm thêm nhiều chủ đề về nó. Tại vì mọi người nói với Linh rằng là ok, cái việc trị thâm ngày 1, ngày 2 thì có thể nó hết, nhưng mà sau một thời gian thì mọi người lại thấy là nó bị tái đi tái lại và kiểu nó liên tục bị những vấn đề như vậy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xử lý nó một cách hiệu quả mà giá lại không quá đắt? Thì ở trong video ngày hôm nay Linh sẽ giới thiệu mọi người những sản phẩm mà chỉ dưới 500.000 thôi. Khi mà mọi người sử dụng trên da thì đảm bảo là sẽ có những hiệu quả thực sự là tốt. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không kiểu bàn về quá nhiều sản phẩm khác nhau, tại vì mọi người sẽ rất là dễ bị loạn đúng không? Các bạn mới bắt đầu với trị thâm thì các bạn cũng sẽ chỉ cần một vài hoạt chất cơ bản thôi. Và mỗi hoạt chất chúng ta sẽ chọn ra một sản phẩm thực sự là tốt để mọi người có thể cảm nhận toàn bộ và mình có thể chốt ngay một sản phẩm luôn. Đầu tiên thì việc thâm hay còn gọi là tăng sắc tố sau viêm, nó là một cái vấn đề cực kỳ quen thuộc sau khi mà mọi người bị mụn. Có rất là nhiều những hình thái màu sắc khác nhau như là màu đỏ này, màu nâu, hay là mọi người bị kiểu màu tím, thậm chí là kể cả có cả màu xanh hay là theo đốm nữa. Và tất cả những cái này thì mình đều có thể xử lý được. Trong đấy thì thâm đỏ hay là thâm nâu mà nó còn mới thì thường là dễ xử lý nhất với các sản phẩm dưỡng da. Lý do mà mọi người thấy là chúng ta sẽ dễ dàng bị thâm một cách dai dẳng hơn, có thể trường hợp thứ nhất đấy là mọi người thuộc type da tối màu. Những bạn nào mà thường da nâu ấy thì mọi người thấy là cái việc bị thâm ấy nó sẽ lâu lành hơn so với cả những bạn nào mà là da sáng màu. Thứ hai là có thể là do mọi người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi mà đi dưới nắng thì tế bào melanocyte nó sẽ sản sinh ra nhiều melanin hơn. Vì thế mà mọi người thấy rằng cái việc thâm của mọi người nó cứ bị mãi. Thế nên là ở trong cái phần này thì rõ ràng kem chống nắng là một cái sản phẩm rất quan trọng với mọi người. Cái điều thứ ba mà có thể mọi người bị thâm dai dẳng đấy là mọi người thường xuyên bị tổn thương ở trên cùng một vùng da. Giả sử như các bạn bị mụn viêm nhiều này, hoặc là các bạn cứ kiểu là chưa hết mụn mà các bạn đã xử lý thâm thì gần như là kiểu nó không thực sự hoàn hảo trong cái chu trình dưỡng da của mọi người, dẫn đến là nó cứ kiểu bị tái đi tái lại. Khi mà da của mình đã bị tổn thương nhiều lần rồi thì cái tỷ lệ mà mọi người có thể xử lý được thâm mụn nó sẽ ít hơn so với cả những bạn mà biết xử lý đúng cách. Cơ chế của việc thâm mụn thì nó sẽ thường có một cái nguyên tắc chung, đấy là những cái chất trung gian gây viêm sẽ kích thích tế bào melanocyte sản sinh ra nhiều melanin hơn. Và từ đấy thì mọi người thấy là melanin nó sẽ được đẩy lên trên thượng bì và nó di chuyển qua xung quanh. Từ đấy thì những cái vùng da của mọi người ấy, nó sẽ gặp cái tình trạng là bị thâm hoặc là nó sẽ bị những đốm nâu, và chúng ta gọi chung đấy là thâm mụn. Nguyên tắc mà chúng ta xử lý thâm mụn thì nó cũng khá là đơn giản với cả 5 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất đấy là mọi người cần phải để cho cái da của mình nó hết mụn hẳn thì mình mới xử lý thâm, chứ không phải là mình thích làm lúc nào thì làm. Thứ hai đấy là mọi người cần phải vệ sinh sạch sẽ da mặt của mình, cũng như là mình sẽ phải sử dụng quy trình dưỡng ẩm phục hồi. Thứ ba đấy là mọi người không bao giờ phép quên kem chống nắng, bởi vì nó sẽ là cái thành phần vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da của mọi người khi mà mọi người ra đường. Từ đấy thì da mọi người có thể nhanh chóng hết viêm hơn. Thứ tư là mọi người phải sử dụng những hoạt chất giúp làm giảm viêm. Ví dụ ở đây chúng ta có như gọi là niacinamide này, arbutin này, vitamin C này, tranexamic acid và có rất là nhiều hoạt chất khác mà chúng ta sẽ nói kỹ ở trong video ngày hôm nay. Và cái cuối cùng thì nó là một cái tính từ vô cùng quan trọng mà có lẽ rằng có nhiều bạn sẽ bỏ quên, đấy là chúng ta phải thực sự kiên trì. Làm cái gì thì cũng phải kiên trì đúng không mọi người? Không chỉ là chữa mụn hay không chỉ là trị thâm, chúng ta sẽ luôn luôn phải kiên nhẫn thì mới có thể là có làn da đẹp được. Ngày hôm nay thì đi sâu vào cái phần hoạt chất này, Linh cũng sẽ giới thiệu mọi người những cái sản phẩm phù hợp mà Linh đã sử dụng và thực sự thấy nó hiệu quả và có tốc độ xử lý khá là nhanh chóng, cũng như là phù hợp với từng loại da khác nhau để mọi người có thể kết hợp vào trong chu trình skincare của mình. Khi mà mọi người thêm những hoạt chất này vào ấy thì cái quy trình của mọi người nó sẽ rất là hoàn thiện. Bên cạnh đấy thì nó cũng sẽ không mất thêm quá nhiều tiền để cho mọi người đầu tư. Sản phẩm đầu tiên mà chúng ta có ở đây đấy là sản phẩm của Balance, tên là Niacinamide Blemish Recover Serum. Nghe cái tên của sản phẩm thôi thì mọi người đã biết là Linh muốn nói đến hoạt chất nào rồi đúng không? Cái hoạt chất mà nó thực sự là có giá trị với cả những bạn học sinh sinh viên
đấy chính là niacinamide. Niacinamide là một cái em cực kỳ là đa nhiệm khi mà nó có thể giúp cho mọi người kiểm soát dầu này, giúp mọi người có thể làm giảm kích thước của lỗ chân lông. Bên cạnh đấy thì giúp cho mọi người làm sáng da, trị thâm cực kỳ là hiệu quả. Ở trong sản phẩm này thì nó sẽ có tới 15% là niacinamide. Với cái hàm lượng niacinamide như này thì sẽ giúp thúc đẩy cái quá trình để cho mọi người làm giảm viêm cực kỳ là tốt. Khi mà mọi người bôi lên da từ 1 đến 2 tuần thôi là mọi người đã thấy là hoàn toàn khác biệt so với cả những cái sản phẩm niacinamide khác. Để mà so sánh với những cái sản phẩm niacinamide mà Lin đã dùng ấy, thì Lin cảm thấy rằng em này nó có một cái sự đột phá hơn hẳn. Đấy là lý do vì sao mà Lin giới thiệu mọi người cái bạn này ở trong video hôm nay. Bên cạnh hoạt chất niacinamide với nồng độ khá là cao thì chúng ta sẽ vẫn khá là quen với cả những cái hoạt chất phục hồi. Ví dụ như là panthenol này, butylen glycol hoặc là propylen glycol. Tất cả những chất này thì nó đều có khả năng dưỡng ẩm cũng như là một cái nền cực kỳ hoàn hảo để giúp cho mọi người có thể hạn chế kích ứng khi mà sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đấy thì bên trên cũng là một chất có thể giúp cho mọi người làm dịu da và làm giảm tổn thương ở trên da. Bản thành phần của sản phẩm này thì Lin đánh giá là nó khá an toàn cho da nhạy cảm khi mà nó không hề có dầu khoáng, không có paraben, không có chứa cồn khô. Khi mọi người sử dụng lên da mọi người thấy là nó rất là êm, không có dấu hiệu là kích ứng trên da Lin nha mọi người. Nhưng nếu mà mọi người cẩn thận hơn thì chúng ta nên patch test trước, sử dụng trên một số vùng da nhỏ để có thể kiểm soát được cái liều lượng, và từ đấy nếu mà mọi người cảm thấy là ok thì mình có thể là nâng lên sử dụng toàn mặt. Sản phẩm có texture lỏng nhẹ, có mùi dễ chịu, thấm khá là nhanh và khi dùng xong thấy hơi dính một chút, bóng nhẹ và hơi căng lên. Giá thành của sản phẩm rất là rẻ, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Về công dụng hỗ trợ điều trị mụn thì mụn viêm được dịu đi khá là nhanh chỉ sau 1 tuần sử dụng. Còn về công dụng trị thâm thì dùng sau khoảng tầm từ 2 tuần đến 1 tháng là mọi người đã thấy da cải thiện và mờ thâm. Linh còn đưa cho một bạn ở trong team của mình là da dầu, thì khi bạn ấy test lên da bạn ấy có cảm thấy đấy là da mình có được kiểm soát dầu khá là tốt, cũng như là cái việc làm giảm cái kích thước của lỗ chân lông ấy, bạn ấy cũng cảm nhận khá là rõ ràng. Còn bản thân mình là một làn da khô ấy, thế nên cái điều này thì mình không có cảm nhận được nhiều. Nhưng mà về cái khả năng dưỡng ẩm ở trên da này, hay là cái khả năng giúp cho làn da của mình được thoáng nhẹ khi mà mình sử dụng ấy, thì Linh cảm thấy nó rất là ok. Nói chung là sản phẩm này có thể hoàn toàn sử dụng trên tất cả các loại da luôn mọi người nhé. Đây là một cái sản phẩm mà thực sự Linh cảm thấy là nó rất đáng để thử. Và nếu mà mọi người đang phân vân một cái em serum giá rẻ về niacinamide ấy, thì thực sự là mọi người rất là nên thử em này. Một cái mà Linh muốn nhấn mạnh mọi người đấy là balance ở trên thị trường thì nó có bị fake rất là nhiều. Vì vậy mà mọi người nên tìm mua chính hãng. Nếu mà mọi người đã bị thâm rồi mà mình còn ham rẻ quá, mình mua những cái đồ fake ấy, thì nó sẽ không tốt cho làn da của mình đâu. Hóa chất thứ hai mà Linh muốn giới thiệu mọi người ở trong cái video này thì nó sẽ là những cái loại chiết xuất thực vật. Một cái sản phẩm mà nó phù hợp để giới thiệu cho mọi người ở trong này đấy là sản phẩm của Keriofi. Sản phẩm tên là Keriofi Portulaca Ampoule. Ở trong sản phẩm này thì nó sẽ có hai thành phần chính mà cực kỳ hiệu quả ở trong cái việc trị thâm, đấy chính là chiết xuất rau sam với cả chiết xuất rau má. Nếu như mọi người thấy chúng ta đi sâu về những cái hoạt chất hóa học ấy thì nó sẽ giúp cho da mọi người là kiểu làm sáng da này và có thể làm trị thâm cực kỳ là hiệu quả luôn. Nhưng mà với các thành phần thiên nhiên thì nó có đặc điểm khá là hay. Thứ nhất đấy là nó sẽ tổng hợp được khá là nhiều những cái hoạt chất khác nhau. Ví dụ như trong loại cây rau thôi thì nó sẽ có cả vitamin A, vitamin E, vitamin C vân vân đúng không? Hoặc là nó sẽ có rất là nhiều axit amin nữa. Vì vậy mà những bạn nào mà phù hợp với chiết xuất thực vật ý, mọi người thấy là cái da của mình nó lên rất là nhanh. Thêm một điểm nữa đấy là bản thân những cái chiết xuất thực vật ý, thì nó cũng có khả năng chống oxy hóa rất là cao. Vì vậy nếu mà chúng ta sử dụng ở trên da của mình thì mọi người sẽ cảm thấy rằng là da của mình nó được dịu hơn này, nó vẫn được kháng viêm tốt mà gần như là không hề gây kích ứng nhạy cảm ở trên da. Tuy vậy thì các bác cũng nên biết một điều đấy là bản thân những cái loại cây rau ấy thì không phải là ai cũng phù hợp. Thế nên là cái việc patch test ấy, nó là một việc rất là quan trọng. Thành phần tự nhiên nếu mà mình hợp thì nó sẽ rất là ok, nhưng nếu mà mình không kiểu quá phù hợp ấy, thì nó vẫn có thể là gây kích ứng cho da mọi người. Sản phẩm Keriofi sẽ có 89,15% là chiết xuất rau sam, giúp kháng khuẩn và làm giảm sưng viêm, làm dịu và phục hồi da tổn thương và được cải tiến vượt trội. Sản phẩm cũng có thể gom cồi mụn nhanh chóng cho mọi người và có hiệu quả trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tuần đầu sử dụng. Chiết xuất rau má giúp làm kháng khuẩn, làm dịu da, là nhân trần được xem là một thần dược có tác dụng làm giải độc, tiêu viêm và làm dịu da, giảm kích ứng. Bên cạnh đấy thì sản phẩm cũng sẽ có thêm cả chiết xuất tinh dầu hạt hướng dương. Đây là một cái tinh dầu mà nó có khả năng làm chống oxy hóa rất là mạnh ở trên da luôn. Bên cạnh đấy thì cái khả năng dưỡng ẩm của sản phẩm cũng rất là tốt. Bản chất ở trong tinh dầu hạt hướng dương nó cũng sẽ có nhiều axit amin với cả có nhiều những cái loại vitamin tốt cho da của mọi người. Thế nên là với một cái serum mà nó cô đặc nhiều cái chiết xuất thực vật như thế này ý, thì Linh thấy là nếu mọi người đang tìm một chiết xuất tự nhiên ý, thì nó cực kỳ là đáng để thử. Với một sản phẩm mà mọi người thấy là nó có rất là nhiều chiết xuất thực vật như thế
này ấy, thì có khả năng là nó sẽ bị dính bếp. Thế nên là trong sản phẩm nó sẽ có thêm một chút cồn để giúp cho sản phẩm được thấm nhanh hơn và được làm kháng khuẩn. Vì vậy mà nếu mà bạn nào bị dị ứng cồn thì mọi người nên xem xét. Nhưng mà Linh thấy là cái nồng độ ở đây nó khá là vừa phải, nó chỉ nằm ở cuối bảng thành phần thôi, không có quá nhiều nên chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là trải nghiệm được. Về lý thuyết thì những cái ampoule nó sẽ cô đặc hơn so với dạng serum, nhưng mà thực ra bạn này cái chiết xuất của nó lại rất là lỏng, và khi mọi người bôi lên da thì nó sẽ thấm ngay vào da và nó không hề bị bết dính. Mọi người sẽ thấy là nó phù hợp được cho cả những cái làn da dầu nhất luôn, mọi người cũng không hề có cảm giác là nó có vấn đề gì ở trên da của mình cả. Nếu mà mọi người đã từng sử dụng nhiều những cái sản phẩm Cariofi, mọi người thấy là những cái tinh chất mà giúp làm giảm mụn hay là giảm trị thâm của nó ấy, thì nó cũng đều cực kỳ là nhẹ luôn, và nó cũng sản xuất đặc biệt dành cho những bạn nào mà thuộc điều kiện thời tiết ở châu Á kiểu nóng ẩm như Việt Nam mình, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Khi mà Linh bôi cái sản phẩm này lên những cái vùng thâm đỏ hay là thâm nâu của mình ý, thì Linh cũng thấy là nó có hiệu quả và làm sáng da, đều màu da hơn. Còn nếu mà mình bôi vào những cái nốt mụn ý, thì nó cũng có thể giúp cho mọi người làm giảm mụn đi. Nếu mà bản thân Linh là người không quá hợp với cả chiết xuất kiểu tea tree, là chiết xuất tràm trà, thì với cả cái chiết xuất rau sam này, Linh lại cảm thấy là nó rất là ổn ở trên da của mình luôn, và nó cũng có khả năng gom cồi cho mọi người khá là tốt. Tuy vậy thì nó cũng sẽ chỉ ở mức nhẹ nhàng thôi, và cái việc gom cồi nó cũng không quá nhanh, rơi vào khoảng tầm từ 1 đến 2 tuần, sẽ không thể nào mà được như những loại thuốc. Nhưng mà để so sánh với cả những cái sản phẩm dược mỹ phẩm hoặc là mỹ phẩm trên thị trường thì Linh thấy nó khá là ok. Sản phẩm này ngoài cái khả năng là trị thâm ở trên da ra ấy, thì với những bạn nào mà da mọi người rất là nhạy cảm, gần như là không thể sử dụng được những cái loại axit như là AHA, BHA hay là mọi người rất là dị ứng với treatment, thì em này cũng có thể thay thế một phần là một hoạt chất tự nhiên để sử dụng tẩy da chết nhẹ nhàng và làm đều màu da ở trên da mọi người, đảm bảo cho mọi người có một làn da sạch mụn, khỏe và trong một thời gian dài. Hoạt chất thứ ba mà Linh muốn giới thiệu mọi người ở trong video ngày hôm nay là azelaic acid, và cái sản phẩm mà Linh giới thiệu cho mọi người là một sản phẩm chuyên sâu về chấm mụn và chấm thâm luôn, đấy là sản phẩm Dermaphot. Như mọi người đã biết ý, đấy là với cả những cái làn da nhạy cảm hay là mọi người có một cái budget học sinh sinh viên thì những cái sản phẩm nhà thuốc ý, nó vẫn luôn là một cái lựa chọn hiệu quả cho mọi người. Tại sao ở trong video này ý, Linh không nhắc đến vitamin C? Bởi vì thứ nhất ý, đấy là những cái sản phẩm vitamin C giá rẻ thì Linh thấy là nhìn chung nó đều không tốt, và thứ hai đấy là vitamin C nó rất là dễ gây kích ứng cho mọi người nếu như da mọi người là những làn da dầu mụn hay là những làn da quá nhạy cảm. Tuy vậy thì nếu mà chúng ta quay sang một hoạt chất khác, đấy là azelaic acid ý, thì nó không chỉ có cái khả năng làm giảm mụn mà nó còn có khả năng làm giảm thâm, và thực sự là em này làm giảm thâm nó phải gọi là rất là nhanh và rất là hiệu quả luôn. Cá nhân Linh thì cảm thấy rằng là azelaic acid ý, nó sẽ hoạt động hiệu quả nhất với cái nồng độ rơi vào khoảng tầm từ 10% trở lên, và nó có thể được kết hợp điều trị ở trong một cái quá trình mà mọi người vừa bị mụn, mọi người vừa bị viêm, mà mọi người vừa bị sưng, mọi người vừa bị thâm luôn. Nói chung là em này nó rất rất là thần thánh. Đấy là lý do vì sao mà nó được sử dụng cực kỳ nhiều ở trong y học và được sử dụng rất nhiều ở các bác sĩ mà khi kê cho bệnh nhân bị vấn đề về da liễu. Với một sản phẩm chấm mụn là Dermaphot ấy, sử dụng quen thuộc tầm hơn 100.000 một chai thôi, thì mọi người thấy là nó không chỉ có azelaic acid này, nó sẽ có cả coenzyme Q10, nó sẽ có cả vitamin C, vitamin E, collagen giúp kích thích cái quá trình là sản sinh collagen ở trên da. Bên cạnh đấy cũng có thể đẩy lùi melanin một cách cực kỳ là thần thánh luôn. Nếu mà mọi người đã từng xem những video chấm mụn ở Linh ấy, thì Linh không quá đề cao bạn này ở trong cái khả năng trị mụn. Nhưng mà nếu mà quay sang trị thâm ấy, thực sự bạn này rất đỉnh luôn. Và kể cả những cái làn da mà bị thâm đỏ hay thâm nâu, mà đặc biệt đấy là mọi người đang bị cả mụn thâm cả viêm ấy, thì mọi người rất rất là nên thử cái bạn này trong chu trình. Ở trong này thì sẽ có đến 20% là azelaic acid liền chứ không phải 10%. Mà mọi người thấy không, nếu mà mọi người mua những cái sản phẩm như kiểu là Paula's Choice ấy, thì nó sẽ có giá là khoảng tầm hơn 1 triệu một chai. Nhưng mà với em này ý, thì mọi người chỉ mua với giá là gần 100.000 thôi. Quá quá rẻ và quá là xứng đáng. Nếu mà nói về chấm thâm mụn thì không thể nào có bạn nào mà có thể qua lại được cái em này. Với cả hai cái nhóm này ý, thì nó sẽ đều phù hợp với cả từng loại da khác nhau, và thường là mọi người sẽ phải thử từng cái hoạt chất một thì mình mới biết là mình sẽ phù hợp với cả những cái nhóm nào. Tuy vậy thì trong video hôm nay là một cái video ấy mà Linh muốn dành cho tất cả mọi người, những người mới bắt đầu dưỡng da, và với những ai mà mọi người đang tìm những sản phẩm giá rẻ ấy, thì thực sự là cái đoạn này ấy, nó sẽ là một cái cực kỳ là highlight mà mọi người nên nốt lại và mình có thể thử những cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì Linh sẽ chọn cho mọi người cái sản phẩm là AHA, lý do là tại vì nó sẽ thường là một cái loại tẩy da chết ở trên bề mặt, thế nên là nó sẽ không kiểu là quá đi sâu vào cái lỗ chân lông của mọi người và khiến cho da mọi người bị break out hay là bị khó chịu.
thường với những cái sản phẩm BHA nền cồn mà Linh đang sử dụng hoặc là những cái BHA mà thực sự tốt ấy thì giá của nó khá là cao, có thể kể đến là khoảng tầm từ 700.000 trở lên. Thế nên là nếu mà mọi người đang kiếm một em tẩy da chết mà nó phù hợp với làn da nhạy cảm ấy thì những sản phẩm mà có chứa AHA mọi người sẽ không thể nào mà bỏ qua được. Ở trong cái đoạn này thì Linh sẽ giới thiệu mọi người hai hoạt chất mà nó vô cùng nổi bật. Thứ nhất đấy là lactic acid và thứ hai là mandelic acid. Cả hai loại này nó sẽ đều có chiết xuất từ những loại thực vật đấy là hạnh nhân hay là sữa chua. Kích thước của nó cũng khá là to, thế nên là nó không quá đi sâu vào trong làn da của mọi người và nó làm hạn chế cái sự kích ứng nhất ở trên da. Để mà so sánh một chút thì Linh thấy lactic acid nó sẽ thiên về giúp cho làn da của mọi người có thể làm đều màu da này, làm sáng da cũng như là cấp ẩm rất là tốt. Trong khi đấy thì mandelic acid nó lại thừa hưởng gần như tất cả những đặc tính tốt nhất của AHA và nó sẽ giúp cho mọi người làm giảm thâm rất là tốt. Nếu mà để chọn một cái sản phẩm mà nó phù hợp với đa số các làn da và Linh thấy rằng là khi mà mình bôi lên xong ấy thì nó sẽ có một cái hiệu quả nhất định ấy, thì Linh sẽ chọn cho mọi người sản phẩm là lactic acid. Tại sao chúng ta nói về mandelic acid hay hơn nhưng mà cuối cùng thì mình lại chọn một sản phẩm lactic cho dòng trị thâm? Bởi bản chất là Linh thấy trên thị trường ấy, nếu mà mọi người tìm mandelic acid ấy, thì mọi người sẽ rất khó để tìm được một loại mandelic acid mà nó tốt. Bởi vì là Linh cũng dùng nhiều loại mandelic acid rồi nhưng mà gần như nó chỉ rơi vào dạng là tẩy da chết nhẹ dịu, chứ nó cũng không kiểu là có một cái gì đấy quá đặc biệt mà nó thiên về trị thâm nhiều. Vậy thì sản phẩm ở đây mà Linh muốn hướng mọi người đấy là sản phẩm lactic acid đến từ nhà The Ordinary. The Ordinary thì nó sẽ có hai dòng, một dòng đấy là 5% dành cho người mới bắt đầu và dòng 10% dành cho những người mà đã sử dụng quen rồi. Và với Linh thì Linh thấy là hai cái nồng độ này nó không khác nhau quá nhiều và bản thân mình thì mình vẫn có thể sử dụng ở 5%. Mặc dù là Linh đã dùng skincare đến nay là rất là nhiều năm rồi và kiểu mình cũng đã thử với những cái loại BHA nặng nặng nhưng mà mình hoàn toàn thấy rằng là lactic 5% là đã ổn rồi. Các bạn không nhất thiết là phải nâng lên 10% hay là nồng độ cao hơn. Ở trong này còn có cả 2% HA giúp cấp nước và làm cấp ẩm trên da, glycerin và pentylene glyco giúp làm cấp ẩm và giữ độ ẩm tự nhiên cho da. Bên cạnh đấy thì chiết xuất từ quả và lá Tasmania, nó là một loại cây thuộc họ lâm tiên, có tác dụng giúp làm dịu da và chống oxy hóa rất là tốt. Sản phẩm này thì nó sẽ có texture hơi sệt nhẹ và khi mà mình bôi lên thì có khả năng cấp ẩm ở trên da của mình và nó cũng sẽ hơi dính nữa. Cái sản phẩm thì Linh thấy nó cũng sẽ tùy màu theo từng cái mùa khác nhau, ví dụ như có mùa thì nó sẽ là màu hơi ngả hồng, có mùa thì nó sẽ hơi ngả vàng một xíu. Và nếu mà mọi người mua được một trong hai loại này thì mà cũng có thể yên tâm rằng nó không phải là hàng fake đâu nhé. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm serum tẩy da chết này thì mọi người có thể thấy rằng nó có khả năng bổ trợ vào chu trình skincare của mọi người rất là tốt. Mình sử dụng từ 2 đến 3 lần một tuần với những bạn mà mới bắt đầu và nếu mà mọi người kết hợp trong chu trình skincare của mình để làm giảm thâm ấy thì càng về sau cái da của mình nó càng thấm nhuần với những sản phẩm này ý, thì nó sẽ cho ra những cái kết quả hiệu quả hơn. Linh thấy là bạn lactic acid này có công dụng không phải quá nhanh nhưng mà thực sự nó cũng không quá chậm, kiểu khá là ổn cho một cái quy trình mà nó thuộc vào hệ học sinh sinh viên này. Chút. Vừa rồi thì Linh giới thiệu mọi người 4 hoạt chất quen thuộc và quan trọng với một cái chu trình trị thâm. Đầu tiên đấy chúng ta nói về niacinamide, tiếp theo là mình nói về chiết xuất thực vật, ví dụ như là rau má hay là rau sam. Tiếp theo thì mình đã nói về azelaic acid với những cái hoạt chất bổ trợ ở trong sản phẩm và cuối cùng là mình đã nói về các cái hoạt chất liên quan đến tẩy da chết. Vậy thì khi mà mọi người sử dụng một cái chu trình skincare mà mình có thể kết hợp được cả 4 cái sản phẩm này vào thì mọi người sẽ thấy rằng là da mình sẽ được làm giảm thâm rất là nhanh chóng. Linh sẽ bày cho mọi người một cái routine với cả 4 sản phẩm này mà Linh đã từng kết hợp vào trong một cái chu trình skincare luôn. Đầu tiên đấy là mọi người có thể tẩy da chết từ 2 đến 3 lần một tuần với cả lactic acid này. Sau đấy là mình sẽ sử dụng serum niacinamide. Cái serum này thì mọi người có thể sử dụng cả sáng cả tối và hoàn toàn không hề kén da. Mình có thể bôi cả mặt luôn. Tiếp theo đấy là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái serum rau sam để mình làm lớp thứ hai. Và cái ampoule này nó cũng sẽ đi sâu để giúp cho da mọi người được làm giảm thâm và giúp da mọi người được làm sáng, chống oxy hóa tốt. Nếu mà mọi người không muốn dùng nó như một loại serum thì mọi người có thể hoàn toàn sử dụng nó như một cái loại chấm mụn. Và cuối cùng đấy là một cái sản phẩm để giúp cho mọi người có thể xử lý từng cái vùng thâm mụn hoặc là xử lý từng những cái vùng mà mọi người vừa bị viêm vừa bị mụn thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại chấm thâm chấm mụn của Dermaford. Cái việc mà mọi người sử dụng 4 sản phẩm này nó sẽ hiệu quả nhất khi mà mọi người dùng ngay sau lúc mình bị mụn xong, mình đã nặn hết nhân da rồi và mình có thể thấy là da mình đang bị thâm đỏ và mình xử lý ngay lúc đấy thì da mình nó sẽ rất là nhanh hết. Và thường khi mà Linh xử lý như vậy thì chỉ trong vòng khoảng tầm 1 tuần cho đến 2 tuần thôi là da mình nó đã hết hoàn toàn rồi. Chứ nếu mà mọi người cứ để cho nó lâu lâu khoảng tầm 3-4 tuần thì mọi người mới bắt đầu xử lý thì gần như là nó sẽ rất là khó để cho mọi người có một cái làn da sạch đẹp ngay. Mà lúc đấy mọi người yêu cầu hiệu quả trên trời thì lấy đâu ra, đúng không? Vừa rồi là hết video rồi. Hy vọng là hết video này cũng như là biết thêm nhiều hoạt chất ở trong chu trình skincare dành cho các bạn học sinh sinh viên. Nếu mà mọi người thấy là cái chu trình này phù hợp với mọi người thì đừng quên là cho Linh một like cũng như là
là share video này về trên trang cá nhân của mọi người để có thể có nhiều bạn cũng tìm được một cái routine học sinh sinh viên giống như mọi người. Mọi người đừng quên là subscribe channel Success by Lin cũng như theo dõi khác của Lin, đấy chính là TikTok, Instagram và Facebook. Ngoài ra thì Lin có một group tên là Mặt Tiền Tốn Tiền, mọi người hãy vào đấy để theo dõi skincare làm đẹp cùng với chị em. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.